ở trong này đầu tiên này, không biết là tổng gì đây. Ôi, không có ai quay nhỉ. À, lót cho rắn. Thao ơi, ra quay anh ạ. Mình sẽ mở tiếp các thùng tiếp theo. Đóng nát bét rẻ chết. Và lót rắn. Rắn. Đây là lót cho rắn. Lót cho rắn tiếp. Đây hộp gì đây? Có thể là một loại sọ có ăn chú ở đấy. Mặt tượng có thể là trang trí đặt ở góc hồ. Tiếp theo cái này khả năng đây là thức ăn cho rùa nước rồi. Rất nhiều tinh gôn thức ăn cho rùa nước. Rất nhiều. Chưa biết là gì đây, khả năng đó là một hãng khác là Reptizu. À, lá cỏ cannabis. Em bằng chị, mà chị 5 chị đó. Đây đèn UVA. Công suất 50W. Ngoài ra bên mình còn có công suất khác 75W, 35W, 100W và cao hơn nữa. Mình sẽ mở một cái ra cho mọi người xem. Bóng rất mới. UVA giúp cho bò sát, kích thích ăn uống, cung cấp ánh sáng thực. Bò sát giúp cho con vật nhận rõ được màu sắc của thức ăn để chúng không bị quáng gà. Ngoài ra là nhiều tính năng vượt trội khác. Tiếp theo hai thùng to này là gì đấy? Đây là lót rắn tiếp. Ta để sao để lót rắn. Siêu đẹp, ba cứng ba dày. Dày đấy. Mắc dày. Dày rơi tầm khoảng 5 đến 7 cm. Bên này chắc là mẫu khác. Hàng về còn các mẫu khác nữa.
nhiều. Cái này dày hơn. Đây này. Hai mẫu độ dày khác nhau. Cái này dày cao hơn hẳn. Và cái này trung bình. Khi nhìn thẳng vào. Sao cả, nó chịu trong nước. Ngoài ra chúng nó còn được phủ lớp PU bên ngoài để chống cháy, an toàn cho môi trường nuôi của con vật. Em ở đâu nhỉ? Em check. 19 em gửi ra đây được không? Chỉ có tin nhắn địa chỉ ra thì anh bảo là ship cho anh cho em.